Xin chào quý khách hàng của nội thất giáo kho. Thì có nhiều anh chị còn đang thắc mắc về chủ đề của sofa giường. Thì trong video ngày hôm nay, em Diễm xin chia sẻ 3 mẹo nhỏ để lựa chọn sofa giường phù hợp với nhu cầu của bạn. Khi lựa chọn sofa giường, bạn cần lưu ý một số yếu tố để đảm bảo được sự thoải mái và tiện ích. Đầu tiên là về kích thước, bạn hãy chọn những mẫu sofa giường có kích thước phù hợp với diện tích phòng của bạn. Nếu phòng nhỏ, hãy chọn những mẫu sofa nhỏ gọn và dễ gấp gọn sau khi sử dụng. Kích thước của sofa giường có thể được linh hoạt tùy theo diện tích không gian nơi đặt sofa. Thứ hai là về chất liệu của sofa, thì sofa giường được làm từ các chất liệu khác nhau như là vải, da, nỉ hoặc là chất liệu vải tổng hợp. Thì bạn nên chọn loại chất liệu để dễ dàng vệ sinh và thoải mái khi sử dụng lâu dài. Và cuối cùng là cơ chế gấp gọn, bạn hãy chú ý đến cơ chế gấp mở của sofa giường. Nên chọn loại có thiết kế dễ dàng sử dụng mà không gặp khó khăn để đảm bảo bạn có thể biến sofa thành giường ngủ trong tích tắc. Qua video vừa rồi, nội thất giáo kho hy vọng rằng đã mang lại nhiều thông tin hữu ích cho quý khách hàng nhà mình. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.